Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể nhân dân, được sự đồng ý của các cấp chính quyền, năm 2015, chùa Khai Nguyên đã làm lễ khởi công động thổ xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Đến nay, năm 2018, giai đoạn 1 phần cốt tượng đã làm xong, hiện đang đi vào hoàn thiện. Dự kiến 3-4 năm nữa sẽ hoàn thành đại tượng Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới. Để thêm phần trang nghiêm và linh nghiệm, chùa Khai Nguyên xin phát nguyện và gửi lời thông bạch tới chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử thập phương cùng toàn thể nhân dân phát tâm công đức thỉnh ngọc, tạc tượng yểm tâm đại tượng Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái, Phật pháp hưng long, nhà nhà người người được cát tường như ý. Dự kiến tôn tượng Phật Ngọc Yểm Tâm cao 2,75m, nặng khoảng 10 tấn để đại nguyện tạo tượng Phật Ngọc Yểm Tâm sớm được thành tựu. Chùa Khai Nguyên xin gửi lời thông bạch và tùy hỷ công đức tới tất cả tăng ni Phật tử thập phương cùng toàn thể nhân dân phát tâm cúng dường, tạo vô lượng phúc báu cho bản thân, kết vô biên duyên lành cho gia đình và xã hội. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ để tất cả chúng sinh sớm được thoát ly sinh tử, mau chứng quả vị vô thượng bồ đề. 1 kg ngọc và công hoàn thiện là 3 triệu đồng. Quý Phật tử phát tâm có thể trực tiếp cúng dường tại ban tiếp nhận công đức cúng dường tạo Phật Ngọc tại chùa Khai Nguyên, cầu nguyện hồng ân tam bảo hộ pháp thiện thần từ bi gia hộ cho quý Phật tử thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường. Vậy nhà chùa xin thông bạch để quý liên hữu Phật tử được biết và phát tâm cúng dường. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thank you.
ti so ha om ha 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 wan san ma ti so ha om ha 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 wan san ma ti so ha om ha 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 wan san ma ti so ha